Xin kính chào các anh chị em, các bạn và các quý khán giả đã đến với ô tô Vlog, Vlog ô tô. Hôm nay trở lại với cả siêu thị ô tô Bika. Em Hoàng xin được giới thiệu một mẫu xe sedan mới vừa mới về cửa hàng. Và vâng, mời các anh chị em theo em nhé. Vâng, đây là nhân vật chính của ngày hôm nay, là chiếc Hyundai Accent 2020, máy xăng số sàn. Vẫn như thường lệ thì chúng ta cùng tham quan một vòng về chiếc xe. Màu trắng ngọc trai vẫn rất đẹp, phiên bản đầy đủ anh chị em nhá. Chủ xe cũ đã lắp rất nhiều gọi là accessory, phụ kiện cho chiếc xe của mình để thể hiện độ chơi. Đầu tiên là chúng ta chú ý bản đầy đủ hơn bản standard hay là bản cơ bản ở điểm gì. Đầu tiên là về mặt la răng đã được mạ chrome mô phỏng hình thoi. Đây anh chị em, rất là sáng loáng luôn. Đèn sương mù cũng được mạ chrome, phần viền được mạ chrome anh chị em nhá. Ở bản đây bản cơ bản thì là không có đèn sương mù hay là đèn gầm đấy anh chị em ạ. Rồi chúng ta tiếp đến là phần đèn pha. Phiên bản 2020 được trang bị hẳn đèn pha halogen. Đây ạ, đèn ban ngày, giải led thành đèn ban ngày ở đây. Chủ xe còn vâng, đây là dán thêm tem, đây là hiệp mũ hiệp, rất là cá tính á, nhìn từ xa chiếc xe rất là cá tính. Nẹp cửa chống mưa, chống hắt mưa, bộ chống va đập cửa nào cũng có luôn. Cột chữ C thì có thêm huy hiệu của Hyundai Moto. Tay nắm cửa cũng được độ accessorize lại, trông rất thể thao, trông rất thể thao. Phần cốp cũng được trang bị thêm cả option accessory Accent luôn, all new Accent. Mời anh chị em. Điều đặc biệt là còn được ống bô mạ thêm chrome nữa, bên này cũng được lắp thêm nhưng mà không phải ống bô anh chị em nhá. Tại sao lại phải lắp thêm bên này nữa? Tại vì là nhìn từ đằng sau chúng ta đỡ có cảm giác là hơi bị trông chênh. Vâng. Chúng ta cùng tiến tới vào khoang lái của Hyundai Accent 2020. Ở phiên bản 2020 bản đầy đủ này chúng ta được trang bị là gương điện tự động, tự động gập gương, tự động sưởi gương. Chủ xe cũ đã thay về bộ da cho về tổng thể là sự kết hợp giữa màu be và màu đen anh chị em nhé. Là hàng ghế sau, ghế trước, rất là nhiều công nghệ, màn hình LCD theo xe, hộp số sàn, hộp da rất mịn, sướng tay, vô lăng cũng thế, rất sướng tay. Xe được chạy là hơn 2,5 vạn, vâng, còn rất mới.
đèn phát tự động, gạt mưa tự động nốt, rất là nhiều công nghệ ở đây, chế độ rảnh tay, volume up, volume down. Vâng. Đèn pha halogen. Các anh chị quan tâm thị trường xe cũ hoặc muốn sử dụng xe đã qua sử dụng thì cần lưu ý những gì? Em xin chia sẻ là xe có bị đâm đụng không này, xe có bị tháo cẩu máy không này, xe có bị ngập thủy kích hay ngập nước không này. Đấy. Và vấn đề quan trọng nhất là vẫn là vấn đề giấy tờ anh chị em ạ. Đăng kiểm, đăng ký. Đó. Chiếc xe này thì được trang bị điều hòa hai vùng độc lập anh chị em nhá. Rất là xịn sò luôn. Hyundai Accent 2020. Bản số sàn. Chạy máy xăng. Đang được siêu thị Autobica chào giá là 470 triệu đồng. Bọn em hỗ trợ cho vay 70% chiếc xe này, tức là chỉ hơn 150 triệu. Các anh chị đã có thể rước chiếc xe về với gia đình của mình. Các anh chị em nào quan tâm muốn trao đổi xe có thể liên hệ trực tiếp với em Hoàng qua số điện thoại 0983322508 hoặc đến trực tiếp cửa hàng siêu thị Autobica Hà Nội tại số 17 Phạm Hùng, đối diện bến xe Mỹ Đình. Em xin chân thành cảm ơn. Chúc anh chị, các bạn một ngày làm việc hiệu quả và được thành công mong muốn. Em xin cảm ơn ạ.